Rồi, mắc kẹt đây rồi. Rồi một pha tiếp đất không thể nào sang hơn. Cố lên, cố lên. Rồi một cái pha tiếp đất rất chi là ấn tượng trong ngày hôm nay đó. Rồi, chúc quả bóng, rồi. Đây là pha tiếp đất ấn tượng nhất của ngày hôm nay. Này, anh dự đem tầm này. Ô, nhanh đi chồng ơi.